Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi, để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình cũng như của người khác. Và lời đầu tiên thì kiến thức tử vi chúng tôi xin gửi tới anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Anh chị và các bạn thân mến, cũng như anh chị đã biết thì trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi chuyên đăng tải về các nội dung như tử vi về tướng số, tử vi về phong thủy và xem tướng số qua những đường chỉ tay và những nội dung về tâm linh. Và các bạn thân mến, trong nội dung của bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung là xem tử vi về top những con giáp gặp sao chiếu mệnh trong tháng 4 năm 2020. Tiền trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Và top những con giáp này phải làm những điều gì để hóa giải những vận đen đó và để có một tháng 4 trọn vẹn, dư giả và hanh thông hơn, thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi đi tìm hiểu ngay nội dung của bài viết dưới đây trong ngày hôm nay nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết trong ngày hôm nay là top những con giáp gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, tiền trong nhà quấn theo chiều gió vào giữa tháng 4 năm 2020. Và dưới đây là top những con giáp cực kỳ xui xẻo vướng phải sao Thái Bạch, nên tiền bạc luôn quấn theo chiều gió, không giữ lại được những vận đen đủi trăng đường vào giữa tháng 4 của năm Canh Tý 2020. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất là nằm trong top những con giáp vướng phải sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm 2020, đó là con giáp người tuổi Tuất. Và theo tử vi của 12 con giáp, Tuất là một con giáp thiếu sự nhường nhịn, luôn muốn giành phần thắng thua về mình. Và điều này nó đã làm ảnh hưởng không ít nhiều đến vận trình của bạn ở giữa tháng 4 năm Canh Tý 2020 này. Không chỉ về công việc và có nhiều vấn đề luôn bị tiểu nhân hãm hại, và con đường tiền bạc cũng gặp nhiều trở ngại, tiền trong két cũng không cánh mà bay, khiến cho bạn phải rơi vào cảnh thất thoát trầm trọng trong thời điểm này. Về những vụ đầu tư hay làm ăn của bạn cũng không mấy suôn sẻ, với những người bạn mà bạn tin tưởng nhất lại là những người mà luôn lừa gạt, khiến cho vận trình của bạn bị thiếu hụt và sa sút vì kinh tế rất nhiều. Có thể nói con giáp này trong tháng 4 không thể ngóc đầu lên được. Và bên cạnh đó, về đường sức khỏe của bạn cũng gặp nhiều trục trặc và rắc rối, làm bao nhiêu cũng không đủ chữa bệnh. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai mà nằm trong số những con giáp gặp sao Thái Bạch trong tháng 4 năm 2020, đó là con giáp người tuổi Tý. Tý, đừng tin tưởng người khác quá mức trong thời điểm này nhé, bởi bạn là một con giáp rất xui xẻo nhất, nên làm gì cũng hãy phải cẩn thận. Và trong công việc thì Tý luôn phải nhường nhịn đồng nghiệp, đừng hơn thua với ai, và đặc biệt đừng tranh cãi, tranh chấp với cấp trên trong những chuyện và trong những chuyện tình cảm, thì cũng đừng dây dưa với người mà vừa nói chuyện một hai lần. Vì thời điểm này thì vận trình của bạn không tốt, nhất là về tiền bạc sẽ có nhiều hao hụt và thất thoát rất nhiều. Đừng để những việc khác mà khiến cho mình phải buồn phiền hơn. Trong thời điểm này thì bạn nên phải thận trọng, nhất là về lời ăn tiếng nói và hành động cử chỉ, nên chú ý trước sau, vì sẽ có nhiều tiểu nhân đang rình rập để tìm cách hãm hại bạn đó. Có thể là hạ bệ để khiến cho bạn đánh mất đi một vị trí kiếm tiền hiện tại của chính con giáp này. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba mà nằm trong số những con giáp gặp sao Thái Bạch trong tháng 4 năm 2020 này là con giáp người tuổi Sửu. Và theo tử vi ngày mới cho biết, Sửu bị sao Thái Bạch chiếu mệnh
nên vận trình không mấy hanh thông, nhất là về vấn đề tiền bạc. Tiêu xài nhiều nên khiến cho bạn khá lao đao, phải xoay quanh vay mượn khắp nơi. Còn trong chuyện tình cảm thì bạn cũng gặp nhiều những mối quan hệ không tốt. Với những người đó, đa số là chỉ có lòng lợi dụng lòng tin và không bao giờ có ý muốn tiến tới các mối quan hệ lâu dài như bạn mong muốn đâu. Về thời điểm này thì tốt nhất bạn nên phải cẩn thận với mọi thứ, vì khi khó khăn thì bạn sẽ bị những người đó bỏ rơi, thậm chí bạn có thể rơi vào hoàn cảnh tán gia bại sản chỉ vì là cho họ vay tiền. Và lời khuyên cho người tuổi Sửu là nên nghĩ cho bản thân mình một chút, đừng quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình nhé. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 trong nội dung của bài viết trong ngày hôm nay, là sang tháng 4 thì có những con giáp rất dễ gặp vận xui xẻo, và những con giáp này hãy cẩn trọng kẻo rước họa sát thân đó. Theo tử vi ngày mới chỉ rõ thì trong tháng 4 này sẽ có 3 con giáp gặp họa thị phi và rất dễ gặp vận xui đeo bám. Vì vậy, những con giáp này hãy cẩn thận trong tháng 4 năm Canh Tý 2020 này. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất nằm trong số top những con giáp gặp vận xui xẻo trong tháng 4 năm Canh Tý này là con giáp người tuổi Thân. Và trong tháng 4 này thì bản mệnh của người tuổi Thân sẽ không tốt. Nó có ảnh hưởng đến con đường sức khỏe bị suy yếu, rất dễ bị nhiễm tà khí, khiến cho tình trạng sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Với những người tuổi Thân thì trong tháng 4 này rất dễ gặp tiểu nhân luôn trực chờ để gây sự ở xung quanh, và nên phải chú ý trong công việc, tránh những sai sót nó có ảnh hưởng đến bản thân, và không nên tin tưởng người ngoài quá nhiều, rất dễ rước họa vào thân đó. Và trong tháng này thì những người tuổi Thân rất dễ bị người khác khám hại và chơi xấu. Ngoài ra thì tháng này tuổi Thân nên phải thận trọng chuyện tham gia giao thông, đi lại rất dễ gặp tai nạn hoặc gặp họa sát thân. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai nằm trong top những con giáp mà gặp vận đen trong tháng 4 này là con giáp người tuổi Tuất. Tuất là một trong những con giáp về vận trình sức khỏe đang rất xấu ở tháng 4, và đặc biệt là trong tháng cô hồn thì có nhiều âm khí, và tháng này thì người tuổi Tuất rất dễ gặp nhiều người đố kỵ, nghi ngờ, làm cho bị mờ mắt, khiến cho bản thân bạn không phân biệt được đúng sai và bỏ qua rất nhiều người tốt mà lại kết thân với những kẻ xấu. Vì thế, những người tuổi Tuất nên tiết chế cảm xúc của mình và hãy thận trọng trong chuyện giao tiếp để tránh gặp chuyện thị phi có thể gây hại đến bản thân mình. Và để hóa giải thì người tuổi Tuất nên phải chú ý về giờ giấc sinh hoạt hoặc ăn uống một cách lành mạnh hơn để và tránh xem phim ma để đảm bảo sức khỏe và tinh thần. Và con giáp này có thể đi đến các chùa chiền hoặc miếu mạo để xin bùa hộ mệnh. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba nằm trong số những con giáp mà xui xẻo trong tháng 4 của năm Canh Tý 2020 này là con giáp người tuổi Thìn. Trong tháng 4 này thì những người mà thuộc con giáp Thìn rất dễ gặp những điều không tốt lành trong chuyện tình cảm. Sự rối loạn của tháng cô hồn đã khiến cho tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Thìn có xu hướng xảy ra bất đồng và mâu thuẫn, có thể rất dễ dẫn tới chuyện cảnh ly biệt trong gia đình. Trong tháng này thì có tinh quy tụ, nó gây cho người tuổi Thìn, và người tuổi này hãy cảnh giác ức chế vì những chuyện rất nhỏ nhoi. Con giáp này cần phải hết sức tiết chế cảm xúc của bản thân mình với người tuổi Thìn và đối phương thì rất dễ xảy ra nhiều chuyện tranh cãi hơn những ngày bình thường. Nếu mà nửa kia là một người khôn khéo thì người tuổi Thìn thậm chí còn nghĩ đến chuyện ngoại tình. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn
có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.